Chào các em học sinh lớp 6, trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay cô sẽ giới thiệu về bộ môn khoa học tự nhiên. Để việc học trực tuyến được hiệu quả, các em hãy theo dõi đoạn phim sau và chú ý thực hiện cho tốt. Môn khoa học đã được giới thiệu ở lớp 4 và lớp 5. Lên lớp 6, bộ môn khoa học tự nhiên giúp chúng ta tìm hiểu về thế giới tự nhiên. Thế giới tự nhiên rất đa dạng và kỳ thú. Hiểu biết thế giới tự nhiên giúp con người ngày càng làm chủ cuộc sống, yêu quý và bảo vệ thiên nhiên, phát triển thế giới tự nhiên một cách bền vững. Vậy khoa học tự nhiên nghiên cứu những gì, đóng vai trò như thế nào? Các em hãy học bài hôm nay. Đây là một số ký hiệu thường dùng trong sách giáo khoa. Và các em chú ý, biểu tượng bàn tay cầm viết đó chính là nội dung bài ghi. Bài 1 giới thiệu hai mục chính, đó là tìm hiểu khoa học tự nhiên và vai trò của khoa học tự nhiên trong cuộc sống. Đoạn phim sau đây giới thiệu về một nhân vật nổi tiếng. Đây là nhân vật nào và có ảnh hưởng ra sao đến cuộc sống của chúng ta? Các em cùng theo dõi. Newton và quả táo. Newton là nhà khoa học vĩ đại, nhưng hồi nhỏ ông ấy lại rất ham chơi. Khi Newton 6 tuổi, đã có những suy nghĩ rất khác người. Ông chế tạo ra một chiếc cơ nhỏ. Một hôm, ông đem chiếc cơ ấy tới nhà bà ngoại. Cưa hết chỗ này, lại cưa chỗ khác. Chỗ nào cũng muốn cưa, bà ngoại tức giận nói: "Cháu thật nghịch ngợm, sao sàn nhà lại đầy mùn cưa thế này? Cháu định làm gì vậy?" Newton không nói gì, chỉ mỉm cười. Không lâu sau, ông lại làm một chiếc ô tô bốn bánh. Ông kéo chiếc ô tô chạy lên một dốc cao, để chiếc xe trượt từ trên cao xuống, còn hét lên: trượt xuống nào!" Newton cười, hét vui mừng. Bà ngoại thấy vậy, xoa đầu Newton nói: "Cháu ham chơi quá đấy." Năm Newton 14 tuổi, vì trong nhà không có tiền nộp học phí nên ông đã phải bỏ học. Một hôm, gió thổi mạnh, trời xám xịt, mọi người đều trốn trong nhà không dám ra ngoài. Newton không sợ, ông chạy ra ngoài đón gió, lúc thì nhảy lên theo chiều gió, lúc thì cởi áo trên người xuống, nhảy lên cùng gió. Mọi người nhìn thấy thế liền hỏi: "Cháu đang nghịch hay đang chơi trò chơi gì thế?" Newton trả lời: "Cháu muốn kiểm tra tốc độ của gió." Mọi người giận dữ nói: "Suy nghĩ của cháu thật kỳ quái." Năm 1665, vì dịch bệnh truyền nhiễm, Newton phải rời trường đại học Cambridge trở về quê. Một buổi chiều mùa thu, ông ngồi dưới gốc cây táo suy nghĩ. Một cơn gió thổi đến, bụp một tiếng, một quả táo rơi từ trên cây xuống, rơi ngay xuống cạnh chỗ ông đang ngồi. Ông nhặt quả táo lên, bỗng dưng trầm tư suy nghĩ.
tại sao quả táo rơi được xuống đất, còn mặt trăng trên trời thì lại không rơi xuống được nhỉ? Câu hỏi chưa có câu trả lời này khiến Newton phải động não. Ông quyết định sử dụng những kiến thức đã được học để phân tích giải thích những câu hỏi khó gặp phải trong cuộc sống. Vì vậy, sau khi trở về trường, ông đã thành lập một phòng thí nghiệm, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu. Trải qua mấy chục năm nghiên cứu, Newton cuối cùng đã tìm thấy đáp án trái đất có lực hấp dẫn, đề xuất ra định luật vạn vật hấp dẫn nổi tiếng khắp thế giới. Đồng thời, ông còn chỉ ra giữa các tinh thể tồn tại lực hấp dẫn khác nhau, giải thích được những câu hỏi khó như hình dạng trái đất, tính đàn hồi, thể lưu, thủy triều, cống hiến rất lớn cho sự phát triển khoa học của loài người. Những lý luận này làm cơ sở cho khoa học, đến nay vẫn được ứng dụng rộng rãi. Các con thân mến, một quả táo rụng làm cho Newton phát hiện ra luật vạn vật hấp dẫn. Đây là một việc bất ngờ, nhưng không hề tình cờ, vì ưu điểm của Newton là thích tư duy, thích khám phá. Chúng ta cũng nên học tập theo gương của Newton. Gặp vấn đề gì cũng cần phải tư duy, hỏi những câu hỏi vì sao. Chỉ có như vậy mới có thể tiến bộ và phát hiện ra những vùng đất mới trong lĩnh vực khoa học. Các em thấy đấy, cậu bé Newton và sau này là nhà bác học Newton đã tìm tòi khám phá ra tri thức khoa học để giải thích bí ẩn của thế giới tự nhiên. Hoạt động tìm tòi khám phá ra tri thức khoa học, ta nói đó là hoạt động nghiên cứu khoa học. Và những người hoạt động nghiên cứu khoa học như Newton được gọi là nhà khoa học. Vậy các hoạt động sau đây thì hoạt động nào là hoạt động nghiên cứu khoa học? Cô nhắc lại, hoạt động nghiên cứu khoa học là hoạt động tìm tòi khám phá ra tri thức khoa học. Em hãy chọn đáp án đúng. Đó là các đáp án: lấy mẫu nước nghiên cứu và làm thí nghiệm. Còn các hoạt động còn lại như thả diều, gặt lúa, rửa bát đĩa, hoạt động tập thể, đó là các hoạt động trong cuộc sống. Vậy theo em, khoa học tự nhiên nghiên cứu về những vấn đề gì? Khoa học tự nhiên là ngành khoa học nghiên cứu về sự vật tự nhiên như là mặt trăng, mặt trời, các chòm sao, hiện tượng tự nhiên như là gió mưa, sấm sét, các quy luật tự nhiên và những ảnh hưởng của chúng đến cuộc sống con người và môi trường. Các em ghi nhận kiến thức mới. Cô lưu ý lại, nội dung ghi bài trong sách giáo khoa là biểu tượng bàn tay cầm viết. Khoa học tự nhiên là ngành khoa học nghiên cứu về các sự vật, hiện tượng, quy luật tự nhiên, những ảnh hưởng của chúng đến cuộc sống con người và môi trường. Vậy khoa học tự nhiên có vai trò như thế nào trong đời sống của chúng ta? Đây là hình ảnh một số vai trò của khoa học tự nhiên trong cuộc sống. Đó là hoạt động nghiên cứu khoa học. Vai trò thứ hai, đó là ứng dụng công nghệ vào cuộc sống sản xuất và kinh doanh. Vai trò tiếp theo, đó là giúp nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên. Và vai trò của học tự nhiên, giúp chăm sóc sức khỏe con người. Những thành tựu của khoa học tự nhiên thúc đẩy phát triển kinh tế và đời sống của con người. Tuy nhiên, sự phát triển đó cũng gây ra nhiều hậu quả, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và môi trường sống của con người và sinh vật. Tài nguyên bị khai thác dần cạn kiệt, rác khí thải gây ra ô nhiễm môi trường không khí, suy giảm nguồn nước sạch, suy giảm đa dạng sinh học. Do đó, việc phát triển khoa học tự nhiên cần phải gắn liền với việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Ta nhắc lại vai trò của khoa học tự nhiên. Khoa học tự nhiên có vai trò quan trọng trong hoạt động nghiên cứu khoa học.
giúp nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên, ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, sản xuất, kinh doanh, giúp chăm sóc sức khỏe con người, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Các em ghi nhận nội dung bài. Quan sát hình ảnh sau và cho biết hoạt động nào là hoạt động nghiên cứu khoa học tự nhiên, vì sao? Các em chọn đáp án nào? Ta dễ dàng chọn các đáp án như là tìm hiểu vi khuẩn bằng kính hiển vi, tìm hiểu vũ trụ, tìm kiếm và thăm dò dầu khí ở vùng biển Việt Nam, lai tạo giống cây trồng mới. Đây là các hoạt động nghiên cứu khoa học. Vì đây đều là hoạt động khám phá, tìm tòi ra tri thức khoa học. Ta ôn lại phần kiến thức của bài. Khoa học tự nhiên là ngành khoa học nghiên cứu về sự vật tự nhiên, hiện tượng tự nhiên, quy luật tự nhiên và những ảnh hưởng của chúng đến cuộc sống, con người và môi trường. Khoa học tự nhiên có vai trò quan trọng trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, giúp nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên, ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, sản xuất và kinh doanh, chăm sóc sức khỏe con người, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Hình trên là các em thấy đây là cách tưới rau theo kiểu truyền thống, còn hình dưới là hệ thống tưới tiêu tự động. Hệ thống này là do sự nghiên cứu và áp dụng các thành tựu khoa học tự nhiên. Vậy vai trò nào của khoa học tự nhiên được thể hiện trong hệ thống tưới tiêu này? Ta có thể kể đến một số vai trò như sau. Thứ nhất là ứng dụng khoa học công nghệ vào tưới tiêu, bảo vệ môi trường nước và phát triển bền vững chuyên canh sản xuất rau theo quy mô lớn, chăm sóc sức khỏe con người với sản phẩm nông nghiệp sạch và an toàn, thay đổi nhận thức tự nhiên về quy trình tưới tiêu và sản xuất rau so với cách sản xuất rau truyền thống. Các em học nội dung bài ghi và làm bài tập trắc nghiệm trang 8 sách giáo khoa. Tiếp sau chúng ta sẽ học tiếp.